kênh YouTube của Báo Vietnamnet. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những thông tin đáng chú ý của ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngày 16 tháng 7, một số nguồn tin cho biết 3 trong số 4 đảng trong Liên minh cánh tả Mặt trận Bình dân mới dẫn đầu trong cuộc bầu cử Quốc hội Hạ viện Pháp đã thống nhất đề xuất một nhà ngoại giao, người đã từng đàm phán một hiệp ước môi trường quan trọng làm thủ tướng. Tuy nhiên, khả năng phe cực tả trong Liên minh cánh tả Mặt trận Bình dân mới sẽ không chấp nhận đề xuất một nhà ngoại giao làm thủ tướng. Trước đó, ngày 15 tháng 7, các đảng xã hội, đảng xanh và đảng cộng sản thuộc Liên minh cánh tả Mặt trận Bình dân mới đã đề xuất bà Lauren Tubiana làm ứng cử viên thủ tướng để giới thiệu lên Tổng thống Emmanuel Macron. Liên minh cánh tả Mặt trận Bình dân mới là một liên minh rộng rãi gồm các đảng cánh tả đã giành được nhiều ghế nhất trong cuộc bầu cử vừa qua, nhưng không đủ để chiếm đa số trong Hạ viện với 193 trên 577 ghế. Bà Tubiana, 73 tuổi, là một nhà ngoại giao và học giả, từng là nhà đàm phán chính của Hiệp định Paris năm 2015 về biến đổi khí hậu, một hiệp định mang tính bước ngoặt. Kể từ năm 2017, bà Tubiana là người đứng đầu Quỹ Khí hậu châu Âu. Mặc dù từng là cố vấn cho chính phủ của Đảng Xã hội, nhưng bà Tubiana không có liên hệ với bất kỳ đảng phái chính trị nào tại Pháp. Liên minh cánh tả Mặt trận Bình dân mới hiện gặp khó khăn trong việc thống nhất lựa chọn một chính khách làm thủ tướng để thành lập chính phủ. Đảng cực tả nước Pháp bất khuất lớn nhất trong Liên minh cánh tả Mặt trận Bình dân mới cho rằng cần lựa chọn ứng cử viên là thành viên của Đảng cực tả nước Pháp bất khuất. Đảng cực tả nước Pháp bất khuất cũng đã bác bỏ đề xuất của các đồng minh về việc đề nghị các đảng trung dung cùng thành lập một liên minh có khả năng giành được phiếu tín nhiệm tại Hạ viện. Theo nghị sĩ Paul Vanier của Đảng Cực Tả nước Pháp bất khuất, đảng của ông sẽ không ủng hộ bà Tubiana làm thủ tướng vì bà có quan điểm tương đồng với Tổng thống Emmanuel Macron vốn chủ trương ôn hòa. Ông cho rằng nếu Đảng Cực Tả nước Pháp bất khuất ủng hộ đề xuất bà Tubiana làm thủ tướng thì điều này sẽ là sự phản bội đối với các cử tri của Liên minh. Theo kế hoạch, Thủ tướng sắp mãn nhiệm của Pháp Gabriel Attal sẽ đệ đơn từ chức lên Tổng thống Macron trong vài ngày tới, và ông Macron có thể phải yêu cầu Thủ tướng Attal tiếp tục ở lại trong thời gian Pháp đăng cai Thế vận hội Olympic mùa hè năm 2024, bắt đầu từ ngày 26 tháng 7 tới. Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã giao trách nhiệm cho các nhà lập pháp đàm phán về một liên minh rộng rãi để tạo dựng thế đa số vững chắc tại Hạ viện, nhằm phá vỡ thế bế tắc sau cuộc bầu cử Quốc hội vừa qua. Trong thông điệp bằng văn bản gửi cử tri được công bố trên các tờ báo của Pháp, Tổng thống Emmanuel Macron kêu gọi: "Tôi yêu tất cả các lực lượng chính trị, hãy bắt đầu một cuộc đối thoại chân thành và công bằng để xây dựng một đa số vững chắc." Trước đó, Tổng thống Emmanuel Macron đã kêu gọi tổ chức bầu cử sớm nhằm làm rõ bối cảnh chính trị, nhưng cuối cùng lại khiến Pháp rơi vào tình trạng quốc hội treo. Những người theo chủ nghĩa trung dung liên minh với đảng của ông Macron đang tìm kiếm một liên minh với cánh hữu để phản đối tham vọng của Liên minh cánh tả Mặt trận Bình dân mới. Trong khi đó, nhóm phục hưng của Tổng thống Emmanuel Macron dường như chia rẽ khi tìm kiếm đồng minh ở Hạ viện. Một số muốn đưa lực lượng từ trung tả đến hữu vào một liên minh rộng lớn, trong khi những người khác chỉ muốn hợp lực với phe bảo thủ. Chính phủ của Thủ tướng Gabriel Attal vẫn nắm quyền khi Pháp đang chuẩn bị những bước cuối cùng cho Olympic Paris 2024. Tuy nhiên, nhóm trung dung của ông Gabriel Attal trong Quốc hội đã mất đi vị thế và cuộc kiếm tìm người kế nhiệm vẫn đang tiếp diễn. Phe cánh tả tin rằng với tư cách là khối lớn nhất trong quốc hội mới, với khoảng 190 ghế, họ có quyền đề xuất một thủ tướng mới. Gần một tuần sau khi về đầu tại cuộc bầu cử quốc hội Pháp, các đảng trong Liên minh cánh tả NFP vẫn đang gấp rút chạy đua trong việc chọn ra một gương mặt đại diện chung. Sau khi về nhất tại cuộc bầu cử quốc hội, các đảng viên trong Liên minh cánh tả Mặt trận Bình dân mới NFP tại Pháp đang phải gấp rút chọn ứng viên đề xuất Tổng thống Emmanuel Macron chỉ định làm thủ tướng với gương mặt mới nhất là bà Huguette Bello, thành viên Đảng Cộng sản Pháp, Chủ tịch Hội đồng Vùng lãnh thổ Hải ngoại La Réunion. Trong khi đó, Tổng thống Macron vẫn chưa có động thái sẽ xác định người đứng ra lập chính phủ mới.
Trong động thái mới nhất, 3 trong 4 đảng Liên minh cánh tả là Đảng Nước Pháp Bất Khuất, Đảng Sinh Thái và Đảng Cộng sản Pháp cho biết thống nhất ủng hộ bà Huguette Bello, thành viên Đảng Cộng sản Pháp và là đương kim chủ tịch Hội đồng vùng lãnh thổ hải ngoại La Réunion của Pháp nằm ở Ấn Độ Dương. Trong khi đó, Đảng Xã hội, lực lượng chính trị lớn thứ hai của cánh tả, chưa bày tỏ quan điểm chính thức và vẫn duy trì sự ủng hộ đối với chủ tịch đảng là ông Olivier Faure. Đảng Xã hội hiện đang là mục tiêu lôi kéo của Liên minh chung sức ủng hộ Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về thứ hai tại cuộc bầu cử nhằm lập ra một chính phủ liên minh đa sắc thái như tại Bỉ, Đức, Tây Ban Nha hay Hà Lan hiện nay. Trong khi đó, ngay sau khi trở về từ hội nghị thượng đỉnh NATO, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 12 tháng 7 đã họp gấp lãnh đạo các đảng trong liên minh chung hữu của ông. Các nguồn tin cho biết, nhiều khả năng ông Macron sẽ chấp nhận đơn xin từ chức của Thủ tướng Gabriel Attal vào ngày 16 tháng 7 tới đây. Ông Attal cũng vừa được bầu làm trưởng nhóm các nghị sĩ thuộc Đảng Phục Hưng của Tổng thống Macron tại Quốc hội. Tuy vậy, người đứng đầu nước Pháp hiện vẫn chưa có động thái nào liên quan đến việc chỉ định người sẽ kế nhiệm ông Gabriel Attal đứng ra thành lập chính phủ mới. Theo dự kiến, Quốc hội Pháp sẽ nhóm họp vào tuần tới với hoạt động đầu tiên là bầu ra Chủ tịch Quốc hội. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron từng gây sốc với tuyên bố rằng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã chết não, nhưng những ngày ông có thể tuyên bố mạnh mẽ tại diễn đàn quốc tế dường như không còn nhiều nữa. Tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Washington vừa qua, các đồng minh đã băn khoăn với câu hỏi rằng Paris có thể đóng vai trò gì trong Liên minh xuyên Đại Tây Dương trong những năm tới. Điều này càng làm tăng sự bất định mà NATO đang phải đối mặt khi triển vọng Tổng thống Joe Biden có thể chiến thắng đối thủ Donald Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào cuối năm nay đang suy giảm nghiêm trọng. Một nhà ngoại giao Liên minh châu Âu-EU nói với Reuters bên lề hội nghị rằng chúng ta đều biết rằng dù ở bất kỳ nơi nào trên thế giới, chính sách đối ngoại bắt đầu từ trong nước. Nếu nhà của các bạn đang gặp rắc rối, điều đó sẽ ảnh hưởng đến chính sách đối ngoại của bạn ở nước ngoài. Tại thượng đỉnh NATO, ông Macron đã tham gia một cách lặng lẽ mà không tiếp xúc nhiều với báo chí. Trong một cuộc họp báo, ông đã trấn an các đồng minh, khiến cho họ cảm thấy nhẹ nhõm hơn sau khi có kết quả bầu cử Quốc hội Pháp. Sau hậu trường, Tổng thống Macron đã nỗ lực khẳng định rằng kết quả của cuộc bầu cử Quốc hội hôm 7 tháng 7 tại Pháp không tệ như dự đoán, vì cả phe cực hữu và cực tả đều không giành được đa số tuyệt đối. Ông Macron nói, tôi xác nhận với tất cả các đối tác và đồng minh rằng Pháp sẽ tiếp tục các cam kết quốc tế ở châu Âu, ở Liên minh và sự ủng hộ dành cho Ukraine vì các lực lượng chính trị tạo nên đa số trong Quốc hội Pháp ủng hộ điều đó. Báo quan chức châu Âu cho biết, ông Macron dành chủ yếu thời gian dự thượng đỉnh lần này với Hội đồng Đại Tây Dương, cơ quan hoạch định chính trị của NATO, để nhấn mạnh thông điệp của ông và tái khẳng định sự ủng hộ của Pháp đối với Ukraine. Điều này trái ngược lại với 5 năm trước, vào dịp kỷ niệm 70 năm thành lập NATO. Thời điểm đó, ông Macron đã trở thành tiêu điểm sau khi tuyên bố liên minh này đã chết não và kêu gọi NATO tỉnh giấc. Sau thời gian dài, liên minh này tập trung vào vấn đề ngân sách thay vì thách thức địa chính trị. Về công khai, các nhà lãnh đạo khác trong NATO đã hạ thấp tính nghiêm trọng của tình trạng bế tắc chính trị ở Pháp hiện nay. Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã nói với báo chí rằng tìm giải pháp và cách thoát khỏi tình hình hiện nay tùy thuộc vào các chính trị gia Pháp. Các quan chức cho biết, Thủ tướng Đức đã nói đùa với ông Macron về khả năng sáng tạo trong hợp tác liên minh, khiến cho nhà lãnh đạo của Đức đau đầu và ông Macron sẽ phải học trong những thời gian tới. Tuy nhiên, tác động của cuộc bầu cử Pháp thể hiện rõ tại hội nghị. Ông Macron là nhà lãnh đạo cuối cùng có mặt tại hội nghị thượng đỉnh ở Washington và bỏ lỡ tiệc chiêu đãi kỷ niệm 75 năm. Ông cũng giảm thời gian di chuyển xuống còn 36 giờ và hủy kế hoạch thăm Canada. Ngoại trưởng Stéphane Séjourné đã không tháp tùng ông trong chuyến đi đến Mỹ mà ở nhà tập trung xử lý vấn đề trong nước. Trong khi lãnh đạo các nước khác tích cực thể hiện tại hội nghị, thì ông Macron tránh phát biểu nhiều. Một nhà ngoại giao Ukraine nói rằng Kiev và ông Macron đã tránh được những kịch bản tồi tệ nhất sau cuộc bầu cử. Tờ báo Figaro của Pháp đã lên án kế hoạch xây dựng lực lượng vũ trang của nước NATO để chuẩn bị cho xung đột trực tiếp với Nga. Bài báo đưa tin rằng các nước liên minh đã thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh Washington về việc họ sẵn sàng dành bao nhiêu lực lượng cho nhiệm vụ bảo vệ liên minh trước Nga. Các nhà báo cho biết thêm, Pháp, Anh và Canada sẽ tổ chức các cuộc tập trận triển khai lớn vào năm tới, trong khi Đức sẽ triển khai một lữ đoàn thường trực mới tới Lviv. Một nhà bình luận lưu ý rằng, vậy chính NATO quyết định cho chúng ta những cuộc chiến nào mà con cái của chúng ta sẽ tham gia sao? Thế giới này giờ đây đang trở nên vô lý, tàn khốc và hư vô. Một độc giả khác lưu ý, cuộc chiến nào khác? Ai đã tuyên bố với ai? Ai đã tuyên chiến với ai? Và nếu chúng ta đang nói về Ukraine thì không một người Pháp nào bỏ phiếu cho nó. Vậy đây không phải là cuộc chiến của chúng ta. Chúng ta phải rời khỏi NATO. NATO chỉ đơn giản là bắt đầu nhận ra rằng họ đã đánh giá thấp Nga và sự thất bại của NATO ở Ukraine đã sắp đến gần.
3 tháng nữa là cuộc bầu cử ở Mỹ sẽ đặt mọi thứ vào đúng vị trí của nó. Trước đó, nội dung tuyên bố chung của các nước tham gia hội nghị thượng đỉnh NATO ở Biển Đen đã được công bố cho thấy NATO yêu cầu cả thế giới không hỗ trợ Vladimir Putin trong cuộc xung đột với Ukraine. Tài liệu này cũng có một điều khoản về tương lai của Ukraine trong liên minh, cho rằng các nước NATO có ý định tiếp tục hỗ trợ Kiev trên con đường không thể đảo ngược tới hội nhập hoàn toàn Euro-Atlantic, bao hàm tư cách thành viên của tổ chức. Liên minh cũng chủ trương mở rộng ảnh hưởng ở NATO. Trước đó, Tổng thống Nga gọi những tuyên bố của Moscow là muốn tấn công là vô lý. Ông nhấn mạnh những tuyên bố như vậy là do phương Tây đưa ra nhằm đánh lừa người dân và duy trì hệ thống chính trị của mình. Nội dung vừa rồi đã kết thúc bản tin quốc tế ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại!